Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và lời đầu tiên thì kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi lời chúc đến các quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ tới các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học chỉ tay, về những dấu hiệu chỉ tay đặc biệt của bàn tay thần tài. Nếu ai có một trong những dấu hiệu đặc biệt này thì bạn sẽ phú quý giàu sang cả đời. Và đó là những dấu hiệu chỉ tay đặc biệt hiếm có như thế nào? Liệu các quý anh chị và các bạn có được may mắn hưởng một trong những đường chỉ tay quý hiếm này hay không? Thì xin mời các quý anh chị cùng các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết dưới đây trong ngày hôm nay nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay về bàn tay có những dấu hiệu này thì bạn phú quý giàu sang cả đời. Về theo các tài liệu về nhân tướng học thì đây nó là những dấu hiệu của những người đặc biệt có số giàu sang sung sướng hơn những người bình thường. Về trong xã hội hiện đại thì mọi người đều hy vọng rằng họ có cuộc sống phú quý giàu sang. Nếu bạn cũng muốn như vậy thì trước hết hãy nhìn vào chính bàn tay của mình. Bởi nhìn vào bàn tay có thể đánh giá được bạn có phải người dễ dàng thăng quan tiến chức hay không. Về con người, không phải ai cũng có những khả năng thành công cả đời phú quý và con đường dẫn đến thành công vận mệnh. Và theo nhân tướng học có nói thì nó có liên quan chặt chẽ với nhau. Về Phật giáo thì luôn chú ý đến định luật nhân quả. Cái gọi là giàu có hiện tại là sự tích lũy của quá khứ, cũng không có nghĩa là cứ nỗ lực hết mình thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Còn với ngày nay thì chúng ta phân tích từ góc độ ở bàn tay, với những đặc điểm nào trên bàn tay nó thể hiện bạn là một trong những người giàu sang phú quý. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là người có bàn tay giống như củ hừng khô, nó đây là một tướng người giàu sang phú quý. Với một số người giải thích rằng với những người có bàn tay mà cứng cáp, khô, héo giống như củ hừng khô, ắt là có tướng phú quý và thịnh vượng. Với bàn tay mà giống như củ hừng khô, chủ yếu nói về khả năng và lực cầm nắm của bàn tay đó. Gừng nó mang tính chất khí dương rất nặng, và hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nắm ở tính dương của gan thì điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng. Về tay nam giới như vậy thì cho thấy bạn có khả năng giải quyết nhiều công việc tốt hơn và luôn có một năng lực sự nghiệp không ngừng phát triển. Người này dám đối mặt với những khó khăn, dám đối mặt với mạo hiểm, rất thích hợp cho việc đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù bàn tay này có những khe hở giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí và tài lộc của người có bàn tay như thế này. Và thứ hai là người có bàn tay có vân tài phát đạt, là có ba vân đậm gần như chạy song song với nhau. Nếu như các đường vân tay giữa lòng bàn tay xen kẽ lẫn nhau và tạo thành một hình vuông lớn hoặc là một hình tam giác thì đây được gọi là một bàn tay kho bạc, nó đại diện cho sự giàu sang phú quý và thịnh vượng. Dù là nam hay là nữ, cứ có tướng bàn tay như vậy thì ắt tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí, và ngược lại người này còn dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền và rất dễ đạt được đại phú đại quý trong cuộc sống. Và thứ ba là người có bàn tay có gò thái dương gồ lên và có hình chữ thập, hoặc đó là một vân ngôi sao. Với người có bàn tay có gò thái dương
gồ lên đó là vị trí nó nằm dưới ngón áp út, nó đại diện cho sự phú quý. Nếu gò này dài, dày, đầy đặn mà gồ lên và có màu sắc hồng hào, đây là người rất nhiều sức sống. Và người này rất biết kiếm tiền, rất dễ dàng có cơ hội phát tài phát lộc. Đồng thời họ cũng biết giữ tiền, với số tiền mà họ kiếm được tiêu cả đời cũng không hết. Về thứ tư là người có đường vân lý tài sâu và dài. Đường vân này nó nằm phía trên đường tình duyên, trên bàn tay. Người nào trên bàn tay có một đường vân nhỏ, nó chạy song song với đường tình cảm, thì đó là đường vân lý tài. Nếu đường vân này sâu dài thì đây là những người rất biết cách quản lý về tiền bạc. Dù người này làm ông chủ hay làm tài chính hay là làm nghề kế toán thì họ đều rất biết cách sử dụng về đồng tiền. Và người này cũng dễ dàng kiếm tiền và tiết kiệm được rất nhiều tiền, cũng là những người có tướng giàu sang phú quý. Và thứ năm là bàn tay có nhiều đường vân tài khố. Về gốc của ngón tay út trong lòng bàn tay được gọi là gò thủy tinh, với đường vân, với nhiều đường vân thẳng đứng nó nằm ở vị trí này thì đây được gọi là vân tài vận, vân tài lộc. Và vân tài lộc này tốt xấu nó đều liên quan đến đường vân này. Nếu đường vân này dài sâu hoặc có nhiều đường vân nhỏ nằm ở xung quanh, đây là một dấu hiệu người này có tài có lộc rất tốt và rất dễ phát tướng phú quý và giàu sang. Nếu ở phần giữa gò thủy tinh và gò thái dương nó xuất hiện một dấu chữ thập thì người này cũng có rất nhiều cơ hội kiếm tiền một cách bất ngờ. Ví dụ như có khả năng người này rất dễ trúng số hoặc là đầu tư về cổ phiếu thì người này rất gặp may và rất có lãi. Về thứ sáu là người có bàn tay thoát khí. Trong lòng bàn tay nó là huyệt đạo lao công của con người, và đây cũng là một vị trí thoát khí từ tim. Khi mà nước được vị thổ chuyển hóa thành khí thì vị trí này chính là hỏa huyệt. Tim nó là trung tâm của cơ thể và là chủ tiền đồ của con người ở trong xã hội. Và người có lao cung huyệt tốt thoát khí là người có tâm địa lương thiện, và những người này thì thường là được làm lãnh đạo và được mọi người yêu quý. Vì vậy mà con đường sự nghiệp của người có bàn tay như thế này cực kỳ vượng phát. Và các bạn thân mến, về thứ bảy là người có lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi. Với những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có một cơ thể khỏe mạnh và có một sức khỏe dồi dào, đầy sức sống. Và đây cũng là điều kiện cơ bản của con người. Người có đường tài vận hưng thịnh về sau này thì dù trong công việc hay là cuộc sống thì họ luôn tràn trề một nhiệt huyết, luôn luôn nỗ lực thăng tiến. Và người này có một trí tuệ rất linh hoạt và đầu óc rất thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của chính mình. Và người có đặc điểm này thì rất dễ giàu sang phú quý. Và các bạn thân mến, về thứ 8 là người có đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân. Nếu ai có đốt thứ hai của ngón tay cái mà xuất hiện nhiều đường vân ngang dọc thì đây chính là người rất giỏi tích lũy về tiền bạc. Với người có đường vân càng nhiều thì càng thể hiện được tiền bạc và thể hiện người này tích cóp được rất nhiều của cải. Và những người này thường vì chăm chỉ tích lũy mà trở nên giàu có. Về thứ 9 là người có bàn tay mà ngón giữa tương đối dài. Với người có đặc điểm này thường là người có nhu cầu theo đuổi trên con đường tài lộc và quyền lực nó vô cùng lớn. Với tâm trí của con người này, họ luôn luôn ấp ủ những tương lai thành phượng hoàng và họ luôn nung nấu một cuộc sống sung túc trong tương lai. Với những người này thì sẽ định ra cho mình một mục tiêu dài hạn và sẽ nỗ lực từng giây từng phút để có thể đạt được những gì mà mình mong muốn. Và họ cũng chính là người có đầu óc rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng,
không bao giờ phán đoán sai lầm, thế nên họ sẽ là những người giàu có trong tương lai. Và thứ 10 là ngón giữa của bạn có những đường vân gọi là tam ước vân. Ở thông thường thì giữa các đốt ngón tay ở giữa có một đường vân ngang gọi là thực tiết vân. Nếu mà ở đó có 3 đường vân ngang thì đó chính là tam ước vân. Với những người này thì thường rất khá may mắn trong cuộc sống, cả đời không bao giờ thiếu tiền, và thường thường thì nhận được sự giúp đỡ từ những người khác giới trên con đường tiền bạc. Còn về 11 là trong lòng bàn tay nếu gõ mộc tinh mà phát đạt. Theo nhân tướng học chỉ tay thì vị trí dưới ngón tay giữa được gọi là gò mộc tinh. Nếu ở vị trí này mà đầy đặn lồi lên và có một khí sắc tươi tắn thì đây là dấu hiệu tài vận của người này rất tốt. Người này thường nhờ vào việc kinh doanh mà họ lớn lên rất mạnh, và người này có khả năng trở thành người giàu có trong tương lai. Về 12 là người có bàn tay mềm mại, nếu là nam thì có bàn tay mềm mại như vải, còn nếu là nữ thì có bàn tay cứng như củ gừng khô. Theo nhân tướng học có nói là nam giới tay mềm mại nó đại diện cho tỳ thổ mạnh mẽ, còn về nữ giới thì cứng là nó đại diện cho tỳ thổ hưng thịnh, và người có tỳ thổ hưng thịnh thì nó đại diện cho sự tài lộc hanh thông trong cuộc sống. Và người xưa có nói có phúc mới tích được tiền, có phú thì điều có lý do của nó. Quý là do kiếp trước tích đức, phú là do kiếp trước dưỡng tâm thiện nguyện mà có. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc.